Thưa quý vị và các bạn, chùa Ông Biên Hòa còn được gọi là Thất Phủ Cổ Miếu hay là Miếu Quan Thánh Đế, vì thờ vị thần Quan Công tượng trưng cho trung, hiếu, tiết, nghĩa. Ngôi miếu được xây dựng vào khoảng năm 1684, đến nay đã có tuổi đời hơn 300 năm. Vậy nên, nó được xem là ngôi chùa cổ nhất ở Nam Bộ, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng của người Việt và người Hoa trong quá trình khai hoang và mở rộng vùng đất phương Nam hoang sơ. Chương trình hôm nay mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng lại nét đẹp cổ kính của di tích lịch sử này để cảm nhận rõ hơn về sự độc đáo của nền văn hóa hơn 300 năm tuổi của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Trước đây, ngôi chùa Ông tọa lạc tại Châu Đại Phố, Cù Lao Phố, còn hiện nay thì thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trải qua bao biến đổi của thời gian, qua rất nhiều các đợt trùng tu vào năm 1817, 1868, 1894, 1927 và lớn nhất là năm 2009-2010 để có được diện mạo ấn tượng như ngày nay. Đặc biệt vào năm 2011, ngôi chùa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nên luôn thu hút rất nhiều người đến tham quan và hành hương. Ngôi Thất Phủ Cổ Miếu chào đón du khách bởi một cánh cổng tam quan bằng đá. Tên chùa được viết bằng chữ Hán, mái lập ngói âm dương màu xanh vàng. Bên trên thì được chạm khắc tinh xảo hai chú rồng đang chầu Long Châu. Bên cạnh đó, chùa còn được bao bọc bởi một bức tường gạch màu hồng cao 2,5m. Phía trước nhìn ra dòng sông Đồng Nai hiền hòa cùng cây si cổ thụ tỏa bóng mát bên đường, tạo cho nó vừa có nét cổ kính lại vừa pha chút hiện đại. Mặc dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng kiến trúc của chùa Ông Biên Hòa vẫn được giữ nguyên vẹn như ban đầu, mang phong cách chùa chiền đặc trưng của người Hoa, là hình chữ khẩu được bố trí theo cấu trúc nội công ngoại quốc, gồm một tòa nhà ở chính giữa hay còn gọi là chánh điện hình chữ công, và hai bên là công trình phụ với tên gọi là Đông Lan và Tây Lan. Mái chùa được lợp ngói âm dương đỏ thắm, đã nhuốm màu rêu phong và đầu mái có gắn ống lưu ly theo phong cách truyền thống của chùa Việt. Còn trên mái ngói là các công trình nghệ thuật thể hiện cơ sở tín ngưỡng Trung Hoa như tượng ông Nhật, bà Nguyệt và các lễ hội hát tuồng, đá cầu, múa cung đình được điêu khắc tinh tế từ gốm men xanh độc đáo khiến ai cũng không nỡ rời mắt. Về kiến trúc, chùa Ông ở Đồng Nai được xây dựng rất công phu. Nổi bật nhất của chùa có lẽ chính là khu điện thờ chính, gồm có tiền điện, trung điện và hậu điện, nối với nhau theo một trục thẳng từ ngoài vào trong, mang đậm nét Trung Hoa với cột trụ, mái ngói cho đến cánh cửa đều có sắc đỏ lộng lẫy, quyền lực. Đặc biệt, trên các cột đều có câu đối và hoành phi khắc chữ vàng ca ngợi uy danh của Quan Công. Cùng với đó là những bao lam, liễn đối, lọng, võng, khám thờ đều được chạm trổ tinh tế các hình ảnh thần linh, linh vật, hoa lá và cảnh sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, vào khoảng từ ngày 10 đến 13 tháng Giêng hàng năm, nơi đây thường diễn ra lễ hội chùa Ông lớn nhất trong năm để gắn kết tín ngưỡng dân gian của hai nền văn hóa truyền thống Việt, Hoa và chiêm bái các vị tiên hiền đã có công mở mang xây dựng vùng đất Biên Hòa thịnh vượng như ngày nay. Đây là dịp để người dân trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái nét đẹp của chùa và tham gia vào các hoạt động văn hóa như các lễ thỉnh và cung nghinh thần, lễ dân hương, lễ cúng trời, thả phúc khí cầu, thả hoa đăng cực kỳ sôi động và nhộn nhịp. Một địa chỉ văn hóa tâm linh mang màu sắc rất riêng cho vùng đất Cù Lao Phố, chùa Ông đã góp thêm một nét chấm phá đặc sắc cho vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Đây là nơi người dân khắp mọi miền có thể tạm gác lại những đông đúc và ồn ào của phố thị để cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn, đến để chiêm ngưỡng và tự hào hơn cùng những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp vẫn còn mãi với thời gian của vùng đất này. Trên đây là chương trình Người Dẫn Đường của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.